Nhà đất Hồng Sơn mến chào quý khách. Rất vui được gặp lại quý anh chị, quý hàng, các anh chị đầu tư đang xem trên kênh YouTube Nhà đất Hồng Sơn. Buổi chiều đọc trời hôm nay, Hồng Sơn sẽ review giới thiệu cho quý vị một căn nhà 1 trệt 2 lầu mới hoàn thiện xong, có vị trí mặt tiền đường, kinh doanh buôn bán, mở văn phòng đại diện, văn phòng công ty. Nhà có diện tích chiều ngang 4m, chiều dài 17m. Nhà có hướng chính nam, có con đường phía trước rộng 8m với hè mỗi bên là 3m. Phía trước đây là trục đường lưu thông thẳng ra con đường DT743 gần với các khu vực như chợ Đông Đô, chợ Phú Phong, gần ngã tư Miếu Ông Cù, ngã 6 An Phú. Quý vị có nhu cầu đi xem hãy liên hệ với Hồng Sơn theo số điện thoại 0983155009 hoặc số 0973114255. Hồng Sơn sẽ dẫn quý vị đi xem trực tiếp. Công năng sử dụng căn nhà này gồm sân đậu xe hơi, phòng khách, phòng bếp. Nhà này có 4 phòng ngủ và 4 phòng vệ sinh cộng với phòng giặt, phòng thờ và ban công, sân thượng trước sau. Mặt tiền phố ban công vuông rất là đẹp quý vị nha. Nhà mới hoàn thiện xong trong ngày hôm nay, Hồng Sơn tranh thủ review được cho quý vị xem được video này. Nếu có nhu cầu mua để ở, an cư lập nghiệp, mua nhà ở đón Tết Nguyên đán năm 2024 mà xem được video này của nhà đất Hồng Sơn, có nhu cầu đi xem thì liên hệ với Hồng Sơn để xem trực tiếp. Vị trí gần với ngã ba và ở đây thì hai đầu đều có quán cà phê, quán ăn phía trước đây quý vị nha. Và phía sau đây cũng có quán cà phê này quý vị này. Đối diện là căn nhà mình, ở đây là một công viên, ở đây thì có cái quán cà phê đây quý vị nha. Ở đây thì đang có 2-3 căn nhà cửa bên Hồng Sơn chào bán, mỗi căn có mỗi vị trí và giá tiền khác nhau. Căn đối diện đây cũng gửi bên Hồng Sơn chào bán và Hồng Sơn đã review lên được vài ngày rồi quý vị nhé. Bây giờ mời quý vị mình vào trong ta tham quan chi tiết ở trong căn nhà này. Quý vị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận được những thông báo, những video mới nhất mà Hồng Sơn review lên nhiều mẫu nhà đẹp cho quý vị xem. Mặt tiền được chủ nhà ốp đá lên tới trên, chủ nhà đã đi dây chờ camera sẵn rồi. Cửa chính thì được chủ nhà làm 2 lớp cửa, ở ngoài là một lớp cửa quân đức, phía trong là một lớp cửa nhôm xin pha kết hợp với kính cường lực. Sàn thì được chủ nhà lót gạch bóng kính 80-80. Vách hai bên thì được chủ nhà đề co những mảng nhựa vân đá cũng như là vân gỗ khá là đẹp. Phía trên có quạt trần cũng như là đèn chùm ở trên. Và nhà này để lại toàn bộ nội thất trong nhà cho quý vị. Ngoài đây là khu vực sân đậu xe hơi ở đây. Phía trong là tới phòng khách rồi tới phòng bếp quý vị nha. Phòng khách thì đã được chủ nhà tặng kèm sẵn một bộ sofa ở đây rồi quý vị. Trong đây là khu vực phòng khách này. Hệ thống cáp net cũng được chủ nhà đi sẵn ở đây rồi. Mình cùng di chuyển vào khu vực trong. Bên đây mình có tủ rượu ở đây quý vị này. Tủ rượu lớn khu vực này quý vị nha. Và đây có một bộ bàn ăn 6 ghế được chủ nhà kê sẵn ở đây. Rất là đẹp luôn. Với diện tích chiều ngang 4m, chiều dài 17m đúng. Một căn nhà thiết kế phòng khách, phòng bếp tất cả đều rộng rãi, thoải mái. Bếp thì được chủ nhà làm 2 dàn tủ trên và dưới. Phía trên mình có quạt trần kết hợp với đèn chùm ở trên. Di chuyển về phía cuối căn nhà là khu vực giếng trời. Ở đây mình có giếng trời và ở dưới thì mình sẽ có phòng vệ sinh ở tầng trệt. Tổng nhà này có 4 phòng ngủ và 4 phòng vệ sinh, tặng full toàn bộ nội thất trong nhà. Căn nhà đang được chính chủ gửi bên Hồng Sơn chào bán với mức giá 3.700.000.000 vẫn còn bớt, vẫn còn thương lượng trực tiếp với chủ nhà. Quý vị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận được những thông báo, những video mới nhất mà Hồng Sơn review lên nhiều mẫu nhà đẹp Bình Dương cho quý vị xem. Ngoài kênh YouTube ra, Hồng Sơn còn đăng rất nhiều sản phẩm trên Zalo, Facebook, TikTok, Fanpage mà trên YouTube không đăng hết được. Quý vị truy cập vào Zalo số 0973114255 để xem thêm nhiều sản phẩm bất động sản tỉnh Bình Dương giá tốt nhất cuối năm 2023 và đầu năm 2024. Mình lên lầu trên, ở đây thì có trụ cũng như tay vịn cầu thang được chủ nhà làm gỗ đỏ luôn, kết hợp với vách bằng sắt cắt CNC rất là chắc chắn quý vị nha. Cầu thang rất là chắc chắn luôn. Một căn nhà có phân khúc 3.700.000.000 quý vị, rất là đẹp. Mình lên tới lầu trên
lầu trên sẽ có hai phòng ngủ hai bên, và hai phòng ngủ thì đều có hai phòng vệ sinh riêng trong phòng. Ở đây thì có tủ áo rồi kệ để vali túi sách cho chị em nhà mình. Ở ngoài đây có một cái cửa đi ra cái ban công phía sau nữa quý vị nha. Và đây có giường này, tủ đầu giường này, và đây là phòng vệ sinh riêng trong phòng ngủ thứ nhất. Nhà này có địa chỉ tại phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, vị trí gần với đường DT743, gần vòng xoay An Phú, ngã 6 An Phú. Đây là phòng ngủ phía trước, có phòng vệ sinh riêng trong phòng, nội thất từ bồn cầu, chậu rửa, vòi tắm đứng, massage, sen thiền, bồn tắm nằm, được chủ nhà thiết kế khá là rộng rãi ở khu vực này. Đây quý vị, gương soi, chậu rửa đầy đủ hết quý vị nha. Phòng tắm, phòng vệ sinh khá là rộng rãi. Phía trước đây là phòng ngủ master. Phòng này rất là rộng quý vị ơi. Ở ngoài kia là phòng làm việc, bên đây là bàn phấn, bàn trang điểm, rồi tới giường, rồi tủ áo, kệ để vali, túi sách rất là nhiều. Một phòng ngủ khá là rộng quý vị nha. Và từ vị trí này thì mình nhìn thấy đối diện nhà mình có cái quán cà phê đây này. Một quán cà phê view công viên ở đây quý vị nhé. Ở đây thì gần 3-4 quán cà phê luôn quý vị. Nhà có địa chỉ phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Bàn phấn này. Đó. Có gương khá là đẹp luôn quý vị nhé. Nhà một trệt hai lầu, đúc 3 tấm và một tum, sổ hồng riêng, thổ cư 100%. Mua bán công chứng trong ngày luôn quý vị, 3 tỷ 700 triệu đồng vẫn còn bớt. Quý vị có nhu cầu đi xem hãy liên hệ với Hồng Sơn để xem sớm căn nhà này nhé. Mình lên tiếp khu vực lầu trên. Đây là phòng ngủ thứ ba của căn nhà, có cửa sổ phía sau đây quý vị. Sàn trên đây cũng được chủ nhà lót gạch bóng kính 80-80. Phòng ngủ thứ ba, và bên đây là phòng vệ sinh thứ tư. Nhà này 4 phòng ngủ quý vị nhé. Nội thất đầy đủ từ bồn cầu, chậu rửa, vòi tắm đứng, massage, sen thuyền, gương soi. Phòng ngủ thứ tư nằm bên đây. Lầu trên này vậy chi là 2 phòng ngủ, 1 phòng vệ sinh, 1 phòng thờ. Phòng ngủ thứ ba cũng có nội thất đầy đủ hết rồi. Giường, rồi tủ áo, bàn trang điểm cũng được chủ nhà set up đầy đủ hết. Đây là phòng thờ này, phòng thờ rộng rãi quý vị. Mình lên tiếp khu vực lầu trên để ta tham quan khu vực lầu trên. Quý vị đang xem trên kênh YouTube Nhà đất Hùng Sơn, chuyên nhận review mua bán ký gửi nhà đất khu vực tỉnh Bình Dương như thành phố Dĩ An, thành phố Thuận An, thành phố Tân Uyên, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Hồng Sơn có đăng trên Zalo, Facebook, TikTok, Fanpage đều mang từ khóa nhà đất Hồng Sơn. Trên đây là khu vực sân thượng trước và sân thượng sau. Đây là khu vực sân thượng trước, sân thượng sau quý vị nhé. Kê máy giặt, phơi đồ ở đây. Đây là sân thượng trước này, cực kỳ rộng luôn. Sân thượng trước khá là rộng quý vị nha. Đây, nhà mình gần với cái ngã ba này quý vị này. Đối diện là công viên và quán cà phê. Đây quý vị, gần với ngã ba. Video của Hồng Sơn đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Mình xin được kết thúc video tại đây.